hỷ lạc do thiền định phát sinh mà không bị gì ạ, không bị khổ, không bị vui. Đức Phật nói là cái trạng thái cảnh giác này ha, có những cái bộ chú giải nói là nó lạc, nó mát, giống như lúc nào mình cũng cảm thấy thanh mát ở trong người mình, như là khi mình đứng gần một cái dòng thác nhẹ, nó nhẹ nhàng, nó khinh an và nó hỷ lạc, và cái niềm vui của nó gấp 16 lần cái khoái lạc khi mà nam nữ phát sinh cái quan hệ tình cảm luôn đó. Nó gấp 16 lần như vậy, cái niềm vui hỷ lạc trong thiền định đó quý vị. Cho nên chúng ta thấy là có những bậc thiền là người ta ngồi thiền 7 tiếng, 8 tiếng, người ta không muốn xả thiền luôn là vậy đó, do hỷ lạc do thiền định phát sinh. Nên là cái niềm vui này nó rất là lớn lao ha. Dĩ nhiên là cô không có những cái tầng bậc tu chứng thiền ghê gớm như vậy để mà chia sẻ cho quý vị đâu, mà có khi cô tới đó cô không dám nói câu gì luôn đó. Cho nên cô còn nói vậy là còn biết cô chưa tới đâu hết. Nhưng mà cô có một cái kinh nghiệm, đó là cái hỷ lạc trong khi mà mình tu tập. Cô có một cái niềm vui trong khi tu tập mà cô có viết lại cái nhật ký hành điệu đó. Sau này mới mốt để cô ráng sống, chắc phải hơn 60 tuổi mới dám chia sẻ những cái dòng. Hồi đó lúc mà cô đi tu thì chùa không có cho dùng internet, không có dùng laptop, cũng không có dùng tiền, không dùng điện thoại gì luôn. Hồi đó sống một đời tu rất là nhẹ nhàng, rất là chân phương vậy đó. Thì mỗi ngày thì sư cô hay viết nhật ký, viết bằng viết tay luôn á, viết tay, viết chép tay bình thường thôi. Đó là nhật ký hành điệu, tức là những cái ngày tháng đầu tiên mà cô xuất gia, có những cái niềm vui trong tu tập mà bây giờ mỗi lần cô đọc lại cô cũng thấy là thiệt, nhờ có